Thế hệ thứ 9 của Pokemon là Pokemon Scarlet và Violet đã được xác nhận ngày ra mắt vào ngày 18 tháng 11 năm 2022, tức là chỉ còn chưa đầy 6 tháng nữa, đấy là nếu họ không delay. Mà tự tình thì tôi cũng mong họ delay để nhờ đó mà chất lượng game có thể hoàn thiện hơn, giống như là Legend of Zelda Breath of the Wild 2 rất là được cộng đồng hưởng ứng khi mà thông báo delay. Hoàn thiện hơn ở đây nghĩa là như thế nào? Chắc hẳn trong số chúng ta có rất nhiều anh em đã chơi game Pokemon từ xưa và cũng có cùng cảm xúc là những cái bản game mới chơi nó không được phê cho lắm. Một phần không nhỏ góp phần tạo nên cảm xúc này đó là sự hoài cổ, nhưng mà cũng không thể phủ nhận những cái điểm yếu rõ rệt của dòng game Pokemon ngày nay. Vậy trong video này tôi sẽ xin phép nêu ra một số điều mà tôi mong muốn sẽ được cải thiện ở Pokemon Scarlet và Violet nhé. Cutscene là một phần không thể thiếu trong các video game thời nay. Nếu như anh em nào đã biết tôi từ trước thì chắc hẳn sẽ biết được rằng tôi mê mẩn những khúc cutscene của Warcraft đến mức nào. Chúng góp phần kể một câu chuyện sống động, xây dựng tính cách của các nhân vật và mang đến cho người chơi những thước phim mãn nhãn đầy cảm xúc, khiến cho họ tăng thêm tình cảm với con game. Nhưng đấy không phải là trường hợp của Pokemon. Một trong những điều người chơi không thích nhất ở Pokemon Sun Moon và Pokemon Sword Shield chính là những cái đoạn cutscene mà thà không có còn hơn. Điều mà các bản game trước kia gần như không có, hoặc là rất ít, chỉ có một hai cảnh quan trọng của game như là Pokemon huyền thoại xuất hiện mà thôi. Ở Pokemon Sword Shield thì cam đoan với anh em là mỗi đường sẽ có ít nhất một cái cutscene. Cứ đi được một đoạn là nhân vật của anh em sẽ phải dừng lại để quay cảnh hội thoại với một nhân vật nào đó. Nói là hội thoại thôi chứ thật ra là hai ông chỉ đứng nhìn nhau khua chân múa tay rồi hiện chữ ở dưới. Ít ai đủ kiên nhẫn để mà đọc hết cho được. Thật lòng tôi cũng không thể tin được là đến năm 2022 rồi mà những đoạn hội thoại trong Pokemon vẫn chưa được lồng tiếng. Thậm chí là cái tiếng lẩm bẩm của Animal Crossing cũng không có. Animation nhân vật thì cứng đơ, đến mức còn chưa thể gọi là giả chân bởi vì họ còn chẳng cố gắng làm cho giống thật để được coi là giả. Và điều tệ nhất của những cutscene này là gì? Đó là chúng dài và không thể skip được. Cũng chính là một phần lý do khiến cho tôi không muốn chơi lại cái con game này, bởi vì nó sẽ tốn 45 phút đầu của anh em là chạy đi chạy lại và xem cutscene ở những chỗ khác nhau. Tiếp tục lái sang chủ đề Rival. Đây là nhân vật đối thủ của người chơi trong các bản game, là chủ đề được đề cập đến thường xuyên trên mọi mặt trận của Internet. Chủ yếu là so sánh các thế hệ Rival sau này với hai thế hệ đầu tiên là Blue và Silver. Để nói mấy ông Rival ngày xưa là rất mạnh thì cũng không hẳn, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể cày vượt level của họ. Nhưng họ vẫn là những con boss giữa đường mà chúng ta sẽ phải vượt qua. Điểm thú vị của những nhân vật này là họ có mục đích rõ ràng và luôn luôn đi trước chúng ta một bước. Mình đặt chân đến bất kỳ một gym nào là đã thấy nó đánh xong cái gym đấy rồi. Chúng nó cũng mang trong mình một cái tính cách rất là khệnh, cực kỳ coi thường người chơi chúng ta nữa. Và lại còn rất biết cách căn thời gian để mà xuất hiện, khi mà team của anh em đã gần hết máu rồi thì nó bắt đầu nhảy ra khiêu chiến. Vì thế mà khi đến thời điểm cao trào nhất, đánh bại những đối thủ này khiến cho người chơi có cảm giác thỏa mãn, điều mà họ không thấy ở những bản game sau này, khi mà các nhân vật đối thủ được xây dựng một cách cực kỳ thân thiện đến mức khó chịu. Thực lực thì đã yếu, lại còn hào phóng hồi máu cho team của anh em trước khi chiến đấu, khiến cho độ khó bị giảm đi rất nhiều và chúng ta sẽ có cảm giác như là đang bắt nạt chúng nó vậy. Hãy một lần nữa quay trở lại với nhân vật Hope ở Gen 8. Đây là em trai của nhà vô địch Leon, có hoài bão là trở thành nhà vô địch giống như anh trai mình. Nhưng mà làm ơn đi bạn ơi, tôi hành bạn ra bã lần này là lần thứ 6 rồi, bạn không cần phải luôn miệng bợ đít tôi là biết sử dụng chiêu thức khắc hệ nữa đâu. Buồn cười nhất là cái khúc ông này thách đấu với Beat và bị hủy diệt hoàn toàn, xong rồi khóc lóc ấm ức các kiểu. May cho nó là nhân vật của anh em mình không biết nói đi nhá. Tôi cũng không hiểu tâm lý của các nhà làm game thời nay cho lắm. Tôi biết rằng đây là game nhắm tới đối tượng trẻ em, nhưng mà hãy so sánh giữa việc tạo ra các cửa ải khó khăn để cố gắng phấn đấu vượt qua và việc hạ thấp người khác để cho bản thân mình cảm thấy mạnh mẽ hơn, thì tôi nghĩ anh em cũng biết đâu là bài học hiệu quả hơn rồi, đúng không? Bản Remake Gen 2, Pokemon Heart Gold và Soul Silver là hai bản Pokemon được yêu thích nhất mọi thời đại và có rất nhiều lý do để đạt được vị trí ấy. Một phần quan trọng góp phần vào đó chính là thế giới. Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có những game của vùng Johto cho phép người chơi ghé thăm cả vùng Kanto sau khi hoàn thành phần game chính và tiếp tục chinh phục thêm 8 gym nữa, đánh Elite Four thêm một lần nữa, sau đó vẫn tiếp tục có một phần postgame thứ hai là cuộc hành trình lên núi Silver để thách đấu với nhà vô địch Red. Và từ đó cho đến nay là không có một con game nào đạt đến lượng nội dung đồ sộ đến như thế. Battle Frontier của Pokemon Emerald và Pokemon Platinum cũng là một dạng postgame rất là yêu thích,
bởi vì nó tập trung vào các phong cách chiến đấu đa dạng. Đáng tiếc là trong cả bản remake của Gen 3 và Gen 4, tính năng này đã không được tái hiện lại. Ý tôi là họ không thích kiếm tiền hay là sao ấy. Cái Black Tower và White Tree Hollow của bản Black White Tide cũng khá là vui, nhưng mà xét cho cùng thì nó cũng không thể đổ rộ như Battle Frontier được. Ở Pokemon Sword and Shield, chúng ta có hai cái DLC dẫn đến hai vùng mới là Eyes of Armor và Crown Tundra. Nhưng thực chất thì anh em sẽ phải trả thêm $30 cho gói content này, mà nội dung của nó không thực sự nhiều lắm. Chỉ là nó có thêm Pokemon thôi, cho nên có lẽ sẽ không thể gọi đây là postgame được. Mà postgame của Sword Shield chính là câu chuyện về hai cái thằng không ai quan tâm này, và cũng chỉ đánh nhau có vài trận thôi, không dài dòng tí nào đâu. Thực sự thì tôi cũng là người làm trong ngành game, và tôi biết rằng hạn chế của cái việc làm con game 3D bối cảnh đồ sộ như thế này nó tốn data hơn rất nhiều so với dòng game 2D trước đó. Nhất là khi phần cứng của con máy Switch nó cũng yếu hơn so với những hệ console hay là PC, cho nên khó lòng mà làm một cái postgame hoành tráng cho được. Nhưng mà cái gì thì rồi cũng sẽ phải phát triển thôi. Ở Pokemon Scarlet và Violet có một tiềm năng cho postgame khá là lớn. Nếu như căn cứ theo bản đồ thế giới thì vùng bán đảo Iberia của bản này sẽ ở ngay phía dưới đất nước làm cảm hứng cho vùng Kalos, đó là nước Pháp. Liệu chúng ta có thể có một bản game nữa với hai lục địa không? Và nếu đã sang được đến Kalos rồi thì có thể tiện tay nhặt một vài viên đá Mega hay không đây? Những cái điều tôi vừa nói ở trên nghe có vẻ đòi hỏi hơi nhiều ở một công ty toàn mấy ông già bảo thủ. Nhưng mà cái phần tiếp theo này thì tôi lại nghĩ có khả năng cao sẽ thành hiện thực. Mỗi thế hệ game Pokemon chúng ta đều có hai bản riêng biệt với những điểm khác nhau ở mỗi bản. Thường sẽ là Pokemon độc quyền để khuyến khích người chơi trao đổi. Nếu mà đầu tư hơn nữa thì chúng ta sẽ có những NPC riêng, Gym Leader riêng, thậm chí cả những địa danh riêng nữa. Giống như là ở bản Pokemon Black và White đã có hai địa danh riêng biệt của từng bản là Black City và White Forest. Chúng ta cũng đã lờ mờ đoán ra được rằng team của Gen 9 sẽ là quá khứ và tương lai cùng với hai con rồng huyền thoại. Nhưng anh em có biết rằng cũng ở Gen 5, chúng ta đã có hai phiên bản của thành phố Opesulit không? Ở bản Pokemon Black thì thành phố này mang những nét công nghệ hiện đại hơn, còn ở bản White thì lại có những con đường lát đá, cổ kính và truyền thống. Tôi chắc rằng trong bản Scarlet và Violet tới đây chúng ta còn được chứng kiến sự khác biệt thời đại này nó rõ ràng hơn nữa. Thậm chí có thể du hành thời gian về quá khứ và tương lai đến những cái địa điểm hoàn toàn khác nhau tùy theo mỗi bản game. Và liệu còn điều gì thú vị hơn nữa từ cái chủ đề này? Dạng Pokemon vùng miền hay thậm chí là dạng Pokemon quá khứ và tương lai, Ancient Form và Future Form? Có thể tại những mốc thời gian khác nhau, môi trường thay đổi sẽ tác động lên một số Pokemon mà anh em mang theo, khiến cho chúng phát triển thành những dạng tiến hóa mới, cũng như là một số Pokemon đặc thù chỉ có thể bắt được ở những mốc thời gian riêng của chúng. Ví dụ như tôi đang tò mò về việc ở tương lai thì bọn Metagross đã phát triển thành siêu máy tính và thống trị nhân loại như thế nào. Hay một ví dụ khác là con Ragapult, chúng ta đã biết rằng nó là linh hồn của một Pokemon đã tuyệt chủng. Liệu đây có phải là cơ hội để chúng ta nhìn thấy dạng cổ xưa của chúng nó chăng? Thậm chí đây có thể là cánh cửa để cho Gorochu trở lại. Nếu như anh em nào không biết thì trước khi bản Pokemon đầu tiên ra mắt, Raichu đã từng được dự kiến có một dạng tiến hóa là Gorochu nhưng đã bị loại bỏ. Concept này hoàn toàn có thể được sử dụng trở lại cho hình dạng cổ đại của Raichu đấy chứ. Và đại khái đấy là những gì mà tôi mong muốn ở bản Pokemon Scarlet và Violet về mặt tính năng. Những yêu cầu này so với mặt bằng gaming hiện tại thì chẳng là cái gì cả. Nhưng mà không biết so với mấy ông Game Freak thì họ có bao giờ nghĩ đến hay không. Anh em nào có ông chú làm ở Game Freak thì nhắn hộ tôi cái nhá. Cũng như là chia sẻ cho mọi người ý kiến của anh em về những mặt cần được cải thiện của dòng game Pokemon. Tôi thì cũng chỉ là mong muốn nó phát triển hơn để cho cộng đồng anh em mình nó đông vui hơn thôi mà. Giờ thì xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Stay cool!